Thì cái ta sẽ làm ra cái này, đúng ạ? Thì cái này ta cô gọi nó là row navigation. Thì các bạn có thể search thôi ha, dễ dàng các bạn search, search cái từ khóa là row, row nè, navigation. Rồi các bạn ghi là Android ha, không phải React Native nhưng mà Android. Đấy, sau này các bạn học mà học React Native thì các bạn search cái này. Học Android thì các bạn search cái này. Đấy, nó có các cái keyword để các bạn tìm. Thì ở đây các bạn nhìn nè, cái này là cái version, cái này là cái bản chính thống của nó, có cái hướng dẫn này, có cái guide này. À, ví dụ cái này chẳng hạn. Đấy, app bar nè, navigation row nè, đó. Thì nó sẽ có các cái guide, có cái hướng dẫn, các cái hướng dẫn. Thì cái hướng dẫn của cô ấy là các cái hướng dẫn ở version hơi cũ hơn một xíu. Bây giờ các bạn hướng dẫn nó khác một xíu, ví dụ cái này. Đấy, thì các bạn có cái này, ví dụ app bar. Cái này gọi là thanh toolbar này, thanh app bar này. Đó. Đấy, các bạn có thể để icon rồi để cái tiêu đề hay để các cái icon ở trên này. Đúng không ạ? Đó. Thì các bạn có thể tạo, dùng để tạo navigation, đúng không? Các cái thẻ để các bạn tạo cái navigation. Đó. Đây là các fragment để các bạn để nội dung ở trong này, dùng như thế. Đấy, hướng dẫn để tạo toolbar này, hay là collab toolbar này, hay là action bar, vân vân. Có hướng dẫn đây, đúng không ạ? Đấy, config như nào, cấu hình như nào, tức là trong này nó có hướng dẫn, đúng không ạ? Trong này nó có hướng dẫn, được chưa? Đấy, các bạn thêm cái toolbar vào như thế nào. À, trước khi thêm toolbar thì phải xóa bỏ toolbar nó đi, ví dụ vậy. Nếu mà thêm toolbar mà toolbar cũ của nó không bỏ đi thì nó lỗi, ví dụ thế. Đây là cô giới thiệu thôi nhá, thì nó sẽ cô sẽ hướng dẫn. Đấy, đây là các cái trong 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 XML là thêm toolbar như nào, đúng không ạ? Đấy, xong cái này là cái content, cái nội dung của nó thì tôi chưa bàn tới, chỉ nói đến việc thêm toolbar thì như thế nào, Kotlin như thế nào, Java đã, code code Java để add gọi cái toolbar vào như thế nào, ví dụ như thế, đúng không ạ? Đấy. À, hay là các bạn dùng cái collab cuộn toolbar layout cũng thế, cũng tương tự như vậy. Đây, còn ví dụ các bạn dùng cái ở đây là có cái gì ạ? Navigation UI đúng không? Action bar. Rồi đến cái navigation đâu. Đây là cái action bar. Rồi đến các bạn toolbar nè. Rồi có cái gì đây ạ? Đến cái đây navigation row nè. Đấy. Add navigation row. Đó, ví dụ như thế. Rồi chờ cô xíu nha. Đấy, ví dụ cái này các bạn là tạo navigation row. Đấy, có hướng dẫn này các bạn. Đấy, đúng không ạ? Ok. Đây, dùng cái gói, cái này là của Android X, row layout đây nè. Cùng cái, dùng các cái gói này cũng được ha. Tức là các bạn có thể có nhiều cách để làm, đúng không ạ? Đây, các bạn dùng cái luôn cả cái khai báo một cái menu nè, dùng như vậy. Sau các bạn nhúng vào từng phần thì trong cái này cô có hướng dẫn với các bạn rồi, đúng không ạ? Đây, ở đây là dùng cái fragment container, tức là chứa cái nội dung của nó, cái phần để chứa nội dung. Đấy, cái phần này là chứa cái menu, trong cái menu này thì nó bao gồm cả cái nội dung nữa, đúng không ạ? Đây đó, xong rồi trong Java thì các bạn config như thế nào, đúng không? Đấy, các bạn làm có nhiều cách. Cái này là cái bản cập nhật mới nhất, đúng không ạ? Rồi cái này là bottom navigation, thì anh này bây giờ cũng dùng rất là nhiều này các bạn. Anh này bây giờ cũng dùng rất là nhiều nè. Thì bây giờ cô sẽ nói các bạn nó có navigation nó có bao nhiêu phần. Bây giờ cô sẽ nói cái này trước nha. Đấy, thì các bạn thấy nè. Đầu tiên á là các bạn sẽ có một cái file, một cái giao diện lớn như thế này. Nó bao gồm cả cái menu, cả cái nội dung thì ở trong này các bạn nè. Thì ở trong này cái nội dung của nó là một cái fragment, đúng ạ? Một cái toolbar và một cái fragment. À, một cái fragment. Còn ở đây á thì bên menu, cái này tôi gọi là draw menu, thì nó lại chia thành hai phần. Phần thứ nhất là chứa thông tin của các bạn. Phần thứ hai là cái menu. Thì đáng lẽ là trước khi làm cái menu này, cô sẽ phải dạy cho các bạn về cái khái niệm menu ở trong cái Android trước. Đúng ạ? Phải nói về khái niệm menu của Android trước.
đúng không ạ? Thì trong Android thì nó có hai ba loại menu, cả nói chung là nhiều loại menu lắm, bottom một loại nữa, nhưng nó có hai cái loại chính cơ bản nhất mà các bạn làm, đó là cái option menu, là cả trên ở bên góc bên trên cùng có ba chấm đây nè, các bạn nhìn thấy chữ ba chấm đây nè, là cái option menu. Và cái hai nữa là context menu. Context menu là các bạn nếu như là ở trên cái này nó gọi là bấm chuột phải nè, bấm chuột phải thì cái này là context menu, thì trong cái màn hình layout nó là nhấn và giữ, nhấn và giữ thì nó sẽ ra context menu. Đấy, nó tương tự như cái click chuột phải các bạn ấy. Đấy, thì cái này được gọi là context menu nè. Thì ở trên giao diện Android thì nó là nhấn và giữ. Nhấn và giữ thì nó sẽ ra cái ấy, ra cái context menu. Đó, đó là hai cái menu chính, ngoài ra nó có các cái loại menu khác nữa, tab menu rồi bottom menu, navigation rồi cái này nữa. Thì những cái này nó là chỉ là biến tấu của những cái menu kia thôi. Đúng không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ chia hai phần. Phần thứ nhất, và lưu ý cho cô là tất cả các menu này là đều là nó có cùng kiểu tương tác, cùng kiểu làm việc với nhau ha. Đó, giả sử như ở đây các bạn thấy thấy nó sẽ có hai phần, đó là phần cái thông tin và phần thứ hai là menu, đúng không ạ? Thì ở đây cái code cái của cô cho là cũng có hết rồi này các bạn à, thấy không? Đấy, cái phần này là phần thông tin nè, đó nó chính là cái header nè, header navigation này, là cái phần này chứa thông tin các bạn, chứa hình ảnh các thứ. Rồi cái phần này là phần menu nè. Đây, các bạn chọn để tạo cái menu ở trong cái value, đúng không ạ? Chọn tạo cái menu. Đây, ok, thì đây cô sẽ đã có hướng dẫn cho các bạn chọn cái menu rồi. Các bạn ráp vô thôi. Và các bạn sẽ có một cái file chính. Cái file chính của các bạn. Đây. Đó, cái file chính đây nè. Đó. Thì các bạn phải tạo cái icon, và sau đấy các bạn thêm cái tab ba, toolbar của các bạn trên này, toolbar đúng không ạ? Đây, cái hàm xử lý trên menu này cô tính sau, cô thể tính sau cho các bạn nhé. Đó, thì vậy bây giờ các bạn sẽ có cái trang chính, các bạn là một cái trang XML đúng không? Đây, cái trang các bạn sẽ có một cái trang chính là cái trang XML, trang này đây. Đó, đâu rồi, không phải, xin lỗi, sorry, đây đây đấy, trang này là trang này nè, à là trang mà nó các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ là đây, nó nằm ở cái phần giao diện này, đâu rồi, đấy nó là cái giao diện này, cái giao diện bên này nè, nó là chính cái trang này, cái trang này đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì các bạn cái giao diện chính các bạn sửa cái layout thành cái raw layout nè, Android X nè, raw layout nè, được chưa? Rồi trong đấy nó sẽ thêm cái phần nữa là phần linear layout này, thì nó nằm ở trong cái row này, nằm ở trong row này, thấy chưa? Ok rồi, bây giờ cô sẽ tạo nhá. Đây, cô sẽ làm từng bước các bạn nhìn nhá. Bây giờ cái trang chính của cô là trang này, main activity này nè, nó nằm ở trong cái package là assignment, và nó tham chiếu tới cái anh là giao diện này. Cái giao diện này hiện tại nó đang là con train layout đúng không? Đó, thì các bạn sửa nó thành row layout. Đúng không? Đây, cô tách cái này. Đấy, split đi ha. Đấy, sửa hết cái này. Thành cái này là row. Đây. Rồi khoan. Cái này thì cần cần đáng nói trước nè. Cần đáng nói trước nè. Tức là đầu tiên các bạn muốn dùng các cái thư viện của cái, tức là layout, tức là trong này các bạn có hai loại, một hai gói để các bạn có thể sử dụng các layout này, các cái giao diện này ha, những cái giao diện mà các bạn bổ sung vào, thêm vào cho Android cho đẹp hơn nhá, bổ sung cho đẹp hơn, nhớ nha. Thì nó có rất nhiều gói, thì ở đây cô đang dùng cái gói đó là gói, đây cô đang dùng cái gói là gói support design ha. Đấy, các bạn đưa cái dòng này vào đây, hiện tại cô copy vào nè, các bạn copy nó vào đâu, các bạn vào cái project, các bạn chọn cái Gradle nè,
Và các bạn nhớ là chọn Build Gradle, cái bản ở dưới này, cái bản mà cho app á. Đấy, các bạn gõ cái dòng đấy vào. Lưu ý nè, các bạn thấy ở đây cô đang để cái version là 29.0.2, nhưng mà ở đây cô để là 30.0.3. Thì cái version này với cái version phía trên này nó phải trùng nhau nè các bạn. Nếu mà không trùng nó lỗi ngay. À, nếu cái này mà không trùng nó báo. Đấy, không trùng hoặc là gì chạy nó báo liền à. Hoặc là các bạn để 29. Đấy, thì nó báo liền. Ha. Đấy nó báo nè. Thấy chưa? Đấy nó báo. Để lỗi là nó báo. Ok. Đó, xong. Xong đấy thì khi các bạn sửa xong á, thì giả sử như nội dung cái này sửa nó thay đổi á, thay đổi xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đến này có một cái button đấy là Sync Now. À, các bạn đồng bộ hóa đó, các bạn bấm vào đây để các bạn chạy. Hiểu không ạ? Đấy, khi nào nó đồng bộ mà nó không lỗi là ok, thành công. Đúng không ạ? Hôm qua bạn Nam lớp mình nó đồng bộ thì không lỗi, nhưng mà chạy nó bị bảo lỗi. Chạy bảo lỗi cái gói Maven của bạn ấy. Tức là gói của bạn không cập nhật. Đúng không ạ? Hoặc là các bạn dùng cái Material Design. À, Material Design cũng là cái bản mà các bạn thiết kế, cái gói mà các bạn thiết kế thêm. Thì tất cả những cái phần mềm mà bổ sung vào trong cái một cái ứng dụng Android thì tất cả các bạn đều để ở đây. Và để sau từ khóa Implement, và sau đấy là cái gói của nó. Và các bạn cài lên, các bạn xin đó là cài nó lên. Đấy, đó là một cách. Các bạn cách này thì rất là nhanh. Các bạn copy cái dòng này cái xong các bạn xin. Hoặc cách thứ hai là các bạn vào đây các bạn kiếm vào file, vào project structure. Các bạn vào đây các bạn kiếm. Các bạn vào cái dependency này các bạn. Đây. Đấy, bắt đầu nó chạy chậm đấy nha cô. Thấy không? Rồi cái nó bắt đầu đứng. Rồi các bạn vào dependency, các bạn vào app. Xong các bạn nhấn vào dấu cộng này cho cô nè. Đó, và chọn cái library dependency nè. Các bạn search. Các bạn search giống như dùng cái gói Material Design. Thì các bạn search, nó search nè, nó search các gói. Các bạn chọn thích chọn version nào là việc của các bạn thôi. Các bạn add vào thì nó cũng được add, nó cũng được cài đặt vào. Đấy, cũng là cách một cách để các bạn cài đặt. Tức là hai cách này bản chất nó là một. Nhưng một cách thì các bạn có cái thư viện sẵn, tên thư viện rồi các bạn đưa vào. Một cách là các bạn search cái thư viện ở trên này thôi. Đấy. Thì các bạn có hai cách nha. Đấy, rồi đây. À, hơi bị mất thời gian cô đang search Trinh nè. Cô cancel đi ha. Hơi bị mất thời gian. Đó. Thì có là hai cách để các bạn làm search xong các bạn cứ thể add vào thôi nhá. Thì nó cũng add, nó cũng ghi vào đây cái chuỗi để vào đây. Đó, đó, hai cách để giống nhau. Ok. Đầu tiên các bạn tạo cái gói này đã. Nếu bạn nào làm mà chạy không được thì bảo cô, hoặc là chung kiếm dùng cái gói của Material Design cũng được. Ok. Cái này cài thành công rồi là các tiếp tục các bạn làm các bước khác ha. Đấy. Thì bây giờ cô mới xử lý cái row layout. Đấy, cái row layout. Đây nhá. Đây. Thu nhỏ lại xíu. Đây. Đấy, row layout. Đấy, các bạn coi là cái gói này nó khai báo cái gì nhá. Cái icon này để sau đi ha. Đây, row layout này các bạn xem khai báo nào. Đấy, mọi thứ như cũ đúng không? Chỉ có đều các bạn thêm vào nè. Thứ nhất là đặt ID. Mục đích tiêu đặt ID để sau này các bạn gọi cho nó dễ ha. Đấy, các bạn gõ là cái ID, đúng không? Đấy, cái này tiếp tục các bạn đặt cái ID. Đấy, là row layout. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn đặt tiếp là Fit System Window. Tức là cái này nó vừa khớp với cái giao diện màn hình luôn. À, để chu Fit System Window này. Các bạn để chu. Ok. Rồi, thuộc tính tiếp theo là Open. Open, cái trạng thái Open của nó các bạn để Start. À, Open Row các bạn để Start. Ok. Được chưa? Đấy, là xong. Được cái phần mà khai báo row. Xong đó các bạn thêm vào cái phần là nội dung phía trong á. Nội dung phía trong nè. Cái này là cái toàn bộ cái layout. Thì trong đấy nó chứa một cái phần này là linear layout các bạn nè. Ok.
cái phần nội dung của nó phía trong, không tính cái menu nha. Đấy, các bạn thêm cho cô cái này là linear layout. Linear là các bạn dễ xử lý nhất đúng không? Linear layout. À, match parent, cái này cũng match parent luôn đúng không? Đấy. Đóng lại. Được chưa? Linear layout là cả anh này. Được chưa? Đấy, các bạn để cho cô cái orientation. Để cái vertical thêm vào cho cô. Đấy, để match parent rồi. Thì ở trong cái này à, các bạn thêm cho cô nè, cái toolbar là cái phía đầu tiên này. À, tí nữa cô sẽ sửa sau, nhưng mà trước tiên các bạn để thêm toolbar đã. Thì ở đây toolbar là cái nào? Toolbar là cái chày trên này nè. Thì bình thường nó đã ngầm đỉnh có cái toolbar rồi, cho nên là khi các bạn mà muốn add một cái toolbar khác vào để thay thế thì các bạn phải bỏ cái toolbar này đi. Tí nữa cô sẽ chỉ các bạn cách bỏ nhé. Đấy, thì các bạn đầu tiên là các bạn thêm cho cô cái toolbar. Đúng không ạ? Toolbar. Đây, các bạn gõ, nó nhắc thôi nha. Các bạn đừng gõ từng chữ. Gõ chữ toolbar thì nó sẽ nhắc cái này. Được chưa? Rồi các bạn mới khai báo toolbar nè. Đây, các bạn sẽ khai báo cái toolbar cho cô. Toolbar đầu tiên phải có cái ID, đúng không? Đấy, width là các bạn để chiều rộng là để match parent. Đúng không? À, chiều cao thì các bạn có thể đặt kích thước, hoặc là các bạn lấy kích thước của hệ thống. Thì ở đây là cái hay của các bạn là ở đây đang để là cái wrap content đúng không? Thì ở đây các bạn để cái wrap content luôn cũng được. Đó, cái toolbar. Ok. Rồi các bạn đặt ID nè. Đó, my toolbar đi ha. Đấy, khỏi trùng với từ khóa. Rồi, cái team. Đây. Cái team đang dùng cái team nào? Đây cũng fit system window này, cũng để tương tự cái trên thôi, fit system mấy cái thông số để chu. Đấy, dùng cái team nào? Đấy, đang dùng cái team là duck action 3 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy, các bạn gõ chữ team thôi. À, cái này là pop up team, app team. App team. Đâu rồi? Có cái app trên này không? Từ từ coi. App có. Mà gõ cái team này nó không có ra. Nó là pop up team. Cái này là Android team. Các bạn để là style. Rồi. Gọi cái gọi gì đây? Team overlay. Team overlay. Action duck. Action 3, đó, ví dụ như vậy. Ok. Rồi, tiếp. Background, chọn màu là color primary duck. Cái màu này là cái màu mà khai báo trong hệ thống của các bạn. Có primary duck. Thôi cái này thôi, tôi add vô luôn đi. Color background. Background. Các bạn để cái attribute cái này là màu gì? Cái này thì các bạn có thể không nhớ không sao nha. Cái này là để là color primary duck. Đấy, cô chỉ nhớ một số cái thôi. Rồi cái layout hay min hay, tức là cái kích thước nhỏ nhất của nó, là các bạn lấy bằng cái kích thước của cái action bar, kích thước của nó thôi. Attribute action bar size. Ok, đó. Cái này các bạn được cái toolbar. Đó, được cái toolbar. Được chưa? Sau cái toolbar thì các bạn thêm cho cô một cái layout, cái frame layout. Các bạn nhớ cái frame layout này bữa trước là cô đã cho các bạn để các bạn làm cái bù bài á, đúng không? Bây giờ mình dùng là các bạn frame layout cũng phải đặt ID để gọi nó nào. Được chưa? Rồi. Frame layout đặt ở dưới. Frame layout. Đó, cái này là match parent. Cái này cũng là match parent. Và nhớ đặt cho cô cái ID. Cái ID này sau này mình dùng nhá. Dùng để mình chứa các cái fragment. Sau này cô sẽ nói sau. Học đến fragment sau. Bây giờ cô chỉ, các bạn quan tâm cho cô đến cái menu trước đi. Cái này cô làm sẵn cho các bạn thôi. Đó, cái này các bạn đã là fragment.
Container. Container. Ok, cô đặt về đó. À, fragment container tức là nơi để chứa các fragment. À, hoặc là các bạn để container cũng được rồi. Ok, đấy các bạn được xong cái giao diện này. Thì vậy bây giờ cái layout các bạn để cái toolbar vào đây thì các bạn phải bỏ toolbar ở cái gốc nó đi. Bây giờ bỏ toolbar ở gốc thì nằm ở đâu? À, toolbar bỏ gốc thì các bạn vào đây. Các bạn mở cái app, mở cái red ha. Đây nè, các bạn mở cái value. Ở đây các bạn có cái team, đúng không? Các bạn có cái team, thấy chưa? Đó, cái team. Ở đây các bạn đang dùng cái team này là team và team này. Đấy, các bạn dùng nè. Đây, hiện tại là ở đây là Duck Action 3, đúng không ạ? Một là các bạn đổi cái team này đi, rồi các bạn coi nè, xem cái layout các bạn đang dùng cái team nào. Nhìn là biết liền ha. Vào app nè. Đây đang dùng nè. Đã dùng cái team. Và cái tên của team là LT163 Demo. Đấy dùng cái team. Đây. Dùng đang dùng cái team này. Thì các bạn có hai cách để các bạn dùng. Một là các bạn đổi cái này, hai là các bạn thay một cái khác, các bạn dùng cái khác. Một là các bạn đổi cái này luôn. Đó, đổi cái này thì nó ảnh hưởng rất nhiều thứ nha các bạn. Tất nhiên là đây bây giờ cô mà đổi ở trên này là nó sẽ ảnh hưởng tới cái app khác đó. Thì cái này các bạn đổi cô là no action bar. No action bar. Đó, thì tất cả các action bar chạy nó mất. Các bạn chạy lên là nó mất tiêu cái này. Đó. Hai nữa các cái màu sắc ở đây này các bạn đổi ra được. Hiểu không ạ? Đấy, các màu sắc các bạn dùng cái màu nào các bạn có thể đổi màu, hoặc là bạn tạo cái màu mới. Okay, có thể là tạo cái màu mới. À, và các bạn đây là cái style mà hiện tại cái team đang dùng, thì các bạn có thể là tạo cái style mới, tạo cái màu sắc mới để các bạn dùng áp dụng, đúng không ạ? Để các bạn áp dụng, thì giả sử như bây giờ cô có thể tạo ra một cái style mới, đúng không? Tí nữa nha, thì người ta sẽ làm cái style. Cái bài của ta học á, người ta có cái style ở đây. Hay lắm. Mình các bạn có style. Và các bạn đặt tên cho cái style. Giả sử như là my style đi. À. Đó. Và các bạn có thể để parent line, cha của ai? À cha là ví dụ cô để là cái team. Chấm. À ví dụ cô để là LT. Đấy. Tức là cái my style này là con của ông này. Đấy, ông này thì lại con của ông này. Đúng không ạ? Ok. Đó, và các bạn có thể tạo các style trong này. Tương tự cái trên này thôi. Tạo style mới và áp dụng thôi. Cái này tí nữa tôi nói tiếp. Đúng không ạ? À, vậy là các bạn hiện tại là cái này đang no action bar, các bạn thử chạy lại thử nè. Thì các bạn sẽ thấy là cái action bar trên này nó bị mất tiêu. Nó mất rồi. Đúng không ạ? Đấy, đó là cách bỏ nhá. Hoặc là các bạn tạo hẳn cái theme mới. Tạo hẳn cái team mới, đúng không? Hoặc là các bạn dùng cái team cũ mà đổi lại thành no action bar thì nó sẽ mất, đúng không? Nếu các bạn không đổi no action bar, các bạn mà gọi là nó lỗi ấy nha. Nếu các bạn đổi mà không gọi mà không đổi cái này thành no action bar, nó sẽ bị lỗi, đúng không? Nó sẽ bị lỗi. Rồi chạy thử cái nào. À, chết rồi. Rồi tôi biết rồi. Tôi chạy ra cái khác rồi. Rồi rồi. Nó đang bị lỗi. Nó đang bị lỗi. Do anh này. Rồi. Tại vì hiện tại cô đang sửa cái anh kia. Rồi tắt đi. Cô đang sửa cái này. Cô cho nó chạy từ cái main. Đấy. Cho nên chạy nó chưa xong ha. Rồi. Bây giờ cô đã xong được mấy phần các bạn nhìn nhé. Cô đã xong draw nè. Được chưa? Xong cấu hình nè. Cấu hình này nhé, các bạn phải xong cấu hình nè. Ở trong này các bạn lưu ý cho cô nè, nó nằm ở trong cái app Build Gradle nhé. Đó. Tạo icon này thì nói sau. Rồi, trong giao diện các bạn chạy đầu tiên á thì các bạn tạo cái draw layout. Ok. Trong đấy nó sẽ chứa cái gì? À, nó chứa cái một cái linear layout. Được chưa? Rồi. Bây giờ tiếp tục các bạn tạo cho cô cái phần
À, phần tiếp theo là các bạn bỏ được cái phần action bar đúng không? Action bar ở đây. Ok, các bạn để cho cô là no action bar. Đó. Rồi phần tiếp theo nè. Các bạn tạo cái header ở trong cái navigation row nè. Đấy, nó chỉ có thông tin như avatar, tên, email. À đây. Thì cái này là các bạn vào layout các bạn tạo bình thường thôi. Các bạn tạo cái tên nav header để các bạn phân biệt nhá. Đây, các bạn tạo vào đây. Vào rest, các bạn vào layout. Ok, các bạn tạo cho cô một cái new layout resource file nhá. Đây. Các bạn đặt tên là nav header. Đấy. Nhớ là cái tên file các bạn lưu ý là nó phải là chữ thường hết nhé các bạn. Đấy. Rồi, các bạn code ở đây. Đây. Thì cái này các bạn cũng để linear layout. Ok chưa? Cái này cô xem để linear, để gì linear luôn đúng không? Linear luôn. Được chưa? Thì cái gì các bạn dễ làm thôi, linear là dễ nhất. Rồi các bạn thường các bạn sẽ để một cái hình. Các bạn thường sẽ để một cái hình đúng không? Đổi thành orientation nào. Orientation để cái vertical nhé. Rồi, thường các bạn sẽ để cái này nè. Các bạn để cái kích thước bao nhiêu tùy thôi, kệ các bạn đi ha. Rồi, các bạn nhìn nè. Đây, kích thước hay chiều cao là người ta xác định để các bạn xác định kích thước của nó. Chiều cao. Không để match parent nữa, match parent nó tràn xuống hết đúng không? Width thì match parent. Còn anh này các bạn để là khoảng 100, ở đây là 176, là coi như 180 dp đi ha. Đó, nó là bằng từng này. Đấy. Nó là tương ứng bằng từng đấy. Ok. Tùy các bạn muốn cho bao nhiêu cho. Rồi. Ở đây là đang cô đang để căn dưới, tức là gravity. Để bottom. Để nội dung nó sẽ chạy xuống dưới đúng không? Đấy, ví dụ như các bạn để cho cô một cái text view chẳng hạn. Text view. Để một text view. Cái này là wrap content hay là wrap content luôn. Giờ các bạn để là text đi. Là hương tt amoc fpt.edu.vn. Thì các bạn thấy là nó sẽ nằm phía dưới. Nó nằm phía dưới đúng không? Các bạn mà muốn để cho nó có khoảng cách thì các bạn có thể để margin. Margin nhớ để 16 dp. Đấy, thì nó sẽ đẩy so với cái này. Margin padding nhé. Cái này cô để là padding. Đó, padding. Thấy chưa? Padding thì nó đẩy nội dung vô nè, thấy không? Đấy, để nó có khoảng cách đi các bạn nào. Đó, để padding. Thì margin là khoảng cách giữa nó và cái viền ngoài. Còn padding là khoảng cách giữa viền của nó và cái nội dung phía trong. Đấy. Các bạn có thể cho màu sắc, rồi kiểu chữ, rồi tất cả như vậy để cho vào. Rồi các bạn để có thể để cái hình vào đây. Đúng không? Để cái hình vào. Đấy, các bạn có thể để một cái image view. Đúng không? Đấy, để image view vào. Đây các bạn để là width là 100 dp hay là 100 dp chẳng hạn. Đúng không? Đây nè, hình nè. Thấy chưa? Rồi. Circle. Đấy, cho cái hình vào. Coi row. Row có cái avatar nào không? Trời, không có cái hình nào hả? Không có hình nào thì lấy đại cái hình nào đấy đi. Đấy, đẹp gái chưa? Đấy, thế thôi. Đúng không? Đấy, các bạn có thể tự căn chỉnh cái này. Rồi có thể để background hay để cái gì đó tùy các bạn ha. Đó, cái này là tùy tùy ý các bạn. Đó, thế thôi. Đấy, các bạn nhìn lại cái. Thực ra nó không có gì. Đúng không? Đấy, thấy không có gì đúng không? Padding nè. À, cái theme. À, thêm cái theme vào. Là app compact duck đây ha. Team là style app team overlay compact duck đây đúng không? Ok, rồi
thế thôi. Còn take view thì các bạn muốn cho kiểu gì, các bạn take a parent body gì đó, take view muốn cho gì tùy đó. Thì đấy là cái tạo cái giao diện để nó ở năm cái phần header rồi, chữ chữ cô nó bây giờ chuyển sang màu trắng rồi, thôi kệ nó đi, chạy lên là nó đẹp à. Xong cái phần này cô đóng đỡ cái phần này lại được chưa. Rồi bây giờ ta sẽ tạo cái menu, cái này mới là cái cốt lõi nè. Tạo menu, tạo menu, tạo cái menu này nè các bạn, cái phần này nè, đồng ý chưa. Thì tạo cái menu này thì đầu các bạn lưu ý là menu phải đặt trong thư mục menu. Nếu chưa có thư mục menu thì các bạn phải tạo nó, và đây là hướng dẫn để tạo cái thư mục menu. Ok rồi, cô sẽ vào cái project này nhá. Cô vào red nè các bạn, nhìn nào, nhìn nào, cô vào red, click chuột phải vào red, các bạn chọn new, chọn cho cô là Android Resource Directory này các bạn, thấy chưa. Đấy, các bạn chọn cho cô là cái gì đấy ạ, menu này các bạn, thấy chữ menu chưa. Ok thì lập tức thư mục menu này được tạo ra. Các bạn không tạo bằng tay được nhé, các bạn không phải click chuột phải xong các bạn, cái này là nó phải cài có sẵn, cài có sẵn, những thư mục này phải có cài có sẵn, chưa có thì các bạn add vào thôi. Rồi bây giờ các bạn mới tạo một menu nè, click chuột phải vào menu, các bạn new một cái menu resource file, rồi đặt tên. Ở đây người ta đặt tên là gì, draw menu ha, cô đặt là draw menu. Ok đó, đây thì cái file menu thì tất cả mọi thứ đều giống nhau, nó chỉ khác là add vào đâu thôi. Các bạn nhìn thấy nó giống nhau hoàn toàn luôn đấy, nó có đều có định dạng như này. Thì bây giờ các bạn có cái menu rồi, bây giờ các bạn thêm cái item vào cái menu thôi. À thêm cái item thì bây giờ ta coi nhé, menu nè, đây tool nè, XML Android nè. Rồi bây giờ ở đây nó có một cái gọi là show in, thì show ở đâu, show in thì show ở cái navigation view, và navigation view thì đặt cho ai. Đây các bạn kéo lên trên nha, các bạn thấy kéo lên trên là navigation view đây, cái trên cùng á, đây nó có một cái name, nó có một cái name đặt là navigation view đâu rồi, khoan cô coi, nó có một cái chỗ đặt cái name ID rồi, navigation view, khoan nó ở đây nó có một cái là cái show in nè. Rồi cái này là có sẵn nè, đây show in nó có mấy cái, show in một cái là ví dụ như là nó display hay là nó hidden, nó ẩn đúng không, các bạn có cái show in, show in, cái này là tool, tool, tool namespace được chưa. Rồi các bạn để cho cô cái show in. Ôi, tại sao lỗi chỗ này, từ từ cho cô tí. XML tool. Đúng rồi. Menu đúng rồi. Tool. À cái show in này phải hiển thị chứ nhỉ. Ok. Tool. Show in. Oh, từ từ sau in này không, tại sao không hiển thị cho cô xíu. Rồi đặt item trước, đáng lẽ phải hiển thị cái sau in chứ, cái này gặp cái lỗi gì ta, tại sao cái chỗ này nó lại bị mờ. Thôi kệ nó đi, từ từ. Rồi bây giờ cô sẽ tạo cái item trước đây. Cái này group là chia nhóm đúng không, chia nhóm là chia các cái nhóm như thế này, đây đây cái chia nhóm đây, chia group đây, chia từng nhóm, ok chưa, chia từng group đấy. Thì ở đây cô sẽ tạo group trước nhé, group rồi đặt tên của nó là ID, là ví dụ cái này cô để là
Ở đây là Android check able behavior, check để single. Ok chưa? Trong group này thì các bạn có các cái item. Item. Item thì phải có ID. Cái này là bắt buộc phải có ID. Tại vì sau này các bạn sẽ truy xuất vào từng cái item một. Đây, phải nhận dạng ra các ID của nó để truy xuất. Cho nên làm cái gì cái này cũng phải đặt ID hết, đúng không ạ? Đó, thì các bạn đặt, ví dụ cái này là các bạn đặt là navigation. Đây là khoản thu, thu, đúng không? Thu chi, đúng không? Thu chi với thống kê, đúng không? Okay, đúng rồi. Thu nè, chi nè, xong đến thống kê, đúng không? Ok, thu. Rồi, trong cái item này thì các bạn thêm cho cô là gì đây? Title của nó là khoản thu à, và có một cái icon nếu có. Nếu không có thì đây, title là khoản thu. Đó. Và phải có icon. Nhưng mà nếu không có icon thì tạm thời để đó đã. Còn có icon thì cách tạo icon thì cô để các bạn khi nãy rồi. Đó, trên này là cô có cách các bạn tạo cái icon cho nó hợp lý rồi. Thì ở đây icon nó có một màu à? Thành ra là các bạn chọn cái icon mà dùng cái vector icon ở trên này là hợp lý nhất, đúng không? Nhưng mà icon này làm sao đi ha. Rồi, các bạn add vào sau được. Rồi, bây giờ các bạn làm tiếp cái phần menu. Cái khoản thu, khoản chi và thống kê. Khoản thu, khoản chi và thống kê. Đây. Chi. Và cái này là khoản chi. Đấy, đây, cái này là thống kê. Cái này là các bạn ghi là thống kê đi ha. Thống kê. Đấy. Nếu các bạn nhìn á, nếu mà xem cái design của nó thì nó là hiển thị dạng này nè. Nhưng mà cái này không phải nha các bạn, cái này hiển thị nhìn nó vậy thôi. Nhưng các bạn đặt nó vào đây thì nó nằm đúng cái vị trí đó. Nếu các bạn tùy tình huống các bạn đặt. Thì tất cả các menu đều tạo một cái form giống nhau hết. Kể cả cái option menu hay là context menu hay tất cả các loại menu đều có cái này giống nhau, chỉ khác là các bạn đặt nó vào vị trí nào, đúng không ạ? Rồi tiếp tới cái các cái item khác. Đấy, cái này là communicate cái item. Cái này các bạn đặt là nói diện title là communicate, tùy các bạn ha. Đó, đấy là tương tác thôi, đúng không ạ? Trong đó các bạn chứa các item con, chứa cả cái menu con, trong đó chứa các item con, đúng không? À, thì cái này là view giới thiệu, rồi thoát, rồi đổi mật khẩu ấy, cái gì, cái tất cả những thứ các bạn có thể đặt đây, đúng không ạ? Tạo thêm một cái menu mới nữa. Menu. Trong cái menu này là các bạn chứa các item nữa. Cô copy ha. Copy cho nó nhanh. Ok. Thì cái này là cô để hai cái thôi. Cái này là để là đổi mật khẩu đi ha. Đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu. Xem thông tin tùy các bạn ha. Exit. Thoát. Đấy, ví dụ vậy, tùy các bạn. Đó, các bạn muốn làm gì làm. Đó. Đó. Trong communicate này thì có một cái menu khác nữa, ví dụ vậy. Ok. Đấy. Ok chưa? Rồi, icon các bạn cũng thể từ thêm vào. À. Rồi. Cái này là cái string value để các bạn đây là tạo các cái tên nè, đúng không? Đấy là cái gì đây? Android Studio rồi navigation header đây nè. Đây. Mô tả này, navigation header nè. Đấy, thì cái này khi nào dùng thì dùng từ từ đã, không cần dùng để đó đã. Rồi, cái này là show in. Cái show in tại sao không có ra? Bình thường là show in nó phải ra. Đây. À, fan tool. Cái show in này bình thường làm nó phải ra chứ. Menu. Đây là Android nó chạy.
cái lỗi gì mà cái show in này gõ không ra ta? Kỳ lạ, kỳ lạ. Thôi để đó đã. Ok rồi. Rồi bây giờ xong cái menu thì các bạn bây giờ mới add vào nè. Bây giờ cái phần quan trọng các bạn add vào nhé. Đây, đây thì trong cái cuối đây, trong cái trang chính này nè, ở phần code cuối cùng á, các bạn thêm cho cô cái này, navigation view này, phần cuối cùng có nghĩa là phía dưới của raw layout này nè. Đây các bạn mở cái trang main này nè, dưới cái này thêm cùng đoạn code này, thì đoạn code này là đoạn code trang chính nè, còn đoạn code này để hiển thị menu nè. Thì ở đây các bạn thêm cô là navigation view, gõ vào thôi, navigation view đấy. Đấy à, phải đúng nha, gõ tròn nè, đúng gói nè, navigation view nè. Ok các bạn, tôi coi lại gói khác coi nó mấy gói là nó navigation view. Cái này là bottom navigation không đúng, là cái navigation view này. Ok chưa? Rồi, bây giờ add vào thôi. Wrap content, width là wrap content hay là match parent đúng không? Wrap content. Cái này match parent là nó cao hết toàn bộ luôn. Đúng không? Nó chiếm hết toàn bộ chiều cao. Ok. Rồi, come on tiếp. Rồi, các bạn bây giờ mới add header vào nhá. Gravity thì cái này là start nè, layout gravity, gravity đi, layout gravity start. Cái này để cho cô là cái gì đây, cái này để cho cô là Android đấy, nó không nhắc kệ nó nha, cái này không nhắc kệ nó, add vô rồi thêm cái ID, đặt ID cho navigation. Nhớ là cái phần header nè. Đấy, menu nè, thấy không? Header layout nè. Thấy chưa? Rồi đặt ID là nav view. ID là nav view. Và cái nhớ là cái header. Header layout là ta khi nãy đặt cái gì? Layout nắp header thấy không? Đó. Rồi đến cái menu nè. Thấy chưa? Menu. Đặt là menu, row menu nè, ok chưa? Thấy chưa? Các bạn thấy vô chưa? Đấy. Thấy ra chưa? Ok chưa? Đấy, kéo nha. Nhìn nha. Ra chưa? Thấy chưa? Ok. Đấy, thành hình rồi, ok chưa? Đấy, cái phần này là phần header, đó, cái phần này là phần menu, còn phần này là cái nội dung nó sẽ hiển thị bên này, ok chưa? Đó, rồi nhiệm vụ bây giờ là các bạn code để chạy thôi. Đấy, xong rồi, giao diện đã thiết lập xong rồi, icon thì thêm vào sau, đúng không ạ? Thì nhiệm vụ bây giờ các bạn chỉ cần code vào thôi, code nó chạy thôi, code ở trong cái main là TVT này nè. Đấy, code vào để nó chạy thôi. Thì trong phần code này thì nó có phần quan trọng nhất là các bạn add cái toolbar. Đây. Tại vì toolbar các bạn add vào cái layout xong thì các bạn phải add vô đây nó mới chạy, nó mới nhận. Sau này các bạn còn add đủ thứ vào nữa nó mới nhận. Tại vì trong toolbar này có đủ thứ trên trên đấy, nó có cái icon ở phía trên, rồi là có chữ, rồi tất cả các thứ đó các bạn add vào. Thì bây giờ các bạn phải khai báo cái toolbar nè. Được chưa? Và các bạn add cái subset support action bar vào. Đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn code nha. Các bạn khai báo toolbar. Trước khi khai báo toolbar thì các bạn qua đây các bạn nhìn cho cô nhé. Nhìn xem toolbar các bạn khai báo cái gói gì. Thì các bạn add đúng cái gói đấy. Cái này đúng cái gói này nha. Các bạn add gói khác là nó bị lỗi. Đấy, nhiều bạn là bên này add là Android X, sau bên kia các bạn add cái khác. Đây, các bạn gõ cái chữ toolbar nhé. Đây, các bạn thấy có hai gói nè. Gói là Android bình thường và widget nè. Còn gói thứ hai là Android và App Compact widget này, thì gói dưới mới đúng. Trên không đúng. Add phải đúng gói nhé các bạn. Đây, phải đúng gói nha. Sai gói là nó lỗi. Thấy chưa? Và để biết đúng hay không, các bạn nhìn theo sai hai gói bên này nè, nó phải tương thích. Nó phải tương thích.
Thấy chưa? Đấy, Roomba đi ha. Thế bằng à, new Roomba đúng không? File view by ID, thấy không? File view by ID r.id mytoolbar, khi nãy tôi nhớ có đặt là mytoolbar. Được chưa? Sau để các bạn mới set nó vào. À, cái này là set support action bar. Set support action bar, đưa cái toolbar vào. Ok. Đó, bước đầu tiên là add toolbar. Đó. Cái này là add toolbar. Được chưa? Đó, bước thứ nhất. Đấy, các bạn lưu ý cho cô một số điểm như vậy. Rồi tiếp sau đến à, tham chiếu. Ta tạo ra cái tham chiếu từ row, sau để ta tạo icon này. Được không? Đấy, tham chiếu từ row nhá. Row layout nè. Đấy, row. À, row layout nè, thấy chưa? Rồi đúng gói nha. Row. Ok. Đấy, thì các bạn tạo cái tham chiếu. Cái này cũng file view by đi. Bằng file view r.id. Các bạn mở ra cái này. Xem các bạn đặt cái row layout này. Đặt ID nó là gì? ID của nó là row layout, đúng không? Đấy. Ok. Đó. Và bây giờ các bạn set cái row layout này. Take là cái navigation nè. Đấy, để lấy nè. Chưa? Navigation view. Navigation view. Đấy, nav view. Nav view đi. Gắn bằng file view by đi. R.id. Lấy đúng cái nav view. Nav view. Nav view là cái nào? Nav view là cái nào? Đây nè. Nav view là cái này nè các bạn. Đấy, nav view. Đấy, nó chính là navigation view để các bạn điều hướng cái này. Thấy chưa? Nav view. Ok chưa? Đấy. Được chưa? Ta tham chiếu từ hai cái. Rồi, tạo icon. Gõ vào thôi. Tạo icon. Vậy sau để chạy thôi. Tạo icon. Đấy, action 3 row toggle. Gõ vào. Đây. Action bar. Action bar draw toggle. Toggle sẽ gắn bằng new action bar toggle. Đưa cái row, đưa cái toolbar. Ghê thật đúng không? New action bar toggle. Đưa gì? Cái div chính là cái context. Context ở đây chúng ta là main activity. Main của mình có hai cái main, mình chọn đúng cái main nhá. Chấm div. Vậy. Cái tiếp theo đó là cái row đưa vào. Cái tiếp theo là đưa vào cái toolbar. Đấy. Rồi các bạn đưa tiếp cái gì vào? Cái navigation row open. Cái này cũng khai báo ở trong cái chuỗi string. Thật ra cái này là một cái chuỗi, các bạn để cái chuỗi cũng được, mà để cái để trong string cũng được. Cái này cô sẽ không để ở trong cái string mà cô muốn để thành chuỗi thì đơn giản lắm. Ta coi cái string trong này là cái gì, là cái navigation draw open. Navigation draw open nó chính là open navigation draw, đúng không? Đưa vào một cái string open thôi. Gõ đi cũng được. Đưa vào cái resource cho nó đỡ mất công. Nó đòi cái resource các bạn. Đây, vào value, vào string, thêm vào thôi. Này. String name là navigation draw open. Còn chiều ha. String navigation row open.
Đóng cái này lại. Rồi chuối của cái này là gì ạ? Open. Open navigation. Draw. Rồi close thì copy cái nữa, thêm cái cho cái close. Đúng không? Close. Đây các bạn để là close. Đúng chưa? Close. Ok. Rồi header title kệ nó đi. Được chưa? Rồi, vậy các bạn thêm hai cái này vào. String error.string chấm navi open rồi error.string chấm navigation close, đúng không? Ok, đó, nó sẽ chuyển trạng thái từ close sang open, tức là toggle từ open sang close, tức là bấm mở tắt mở tắt mở. Ok chưa? Và gần đây các bạn để cho cô là add draw listener. Draw.add draw listener. Đưa vào cái toggle vào. Ok. Đó, và cuối cùng là scene state. Toggle.scene state. Đồng bộ hóa các trạng thái. Đó. Rồi, thì bây giờ các bạn chạy thử thôi. Chạy thử thôi. Ok chưa? Đấy, chạy thử xem. À, chờ xíu nha. Chờ xíu nha các bạn. Oh, đâu rồi nhỉ? Khoan, có vấn đề gì không? Cái này running. Running ở đâu? Hình như cái này của cô nó bị treo à? Rồi xong phim. Chờ cô xíu. À, mấy cái anh này thật là buồn cười. Chạy xíu, chạy lại. Bị lỗi miết. Chạy lý nó ra cái này nhá. Các bạn thấy không hề bị lỗi nè. Bấm nè. À, thông tin chưa? Ok chưa? Đấy, group là nó, các bạn nó có đường kẻ nè, nhóm nè, cái này nhóm nè, cái này là một cái menu khác nè. Thực chất nó như là menu con, nhưng khi đưa vào đây nó là thành đổ xuống như này nè. Đấy, thông tin cái chữ màu trắng nè, thấy kinh không? Các bạn sửa lại cái nền cũng trắng luôn, các bạn đổi lại mấy cái background, đổi màu lại cho nó đẹp cho nó ra. Đấy, tắt mờ nè. Thấy chưa? Ok không? Đấy, vậy thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ xử lý tiếp những cái phần menu này. Thì code ở dưới là đã có cái phần xử lý menu cho các bạn rồi. Thì vấn đề nhấn mạnh ở đây chỗ này là cô nhận một nhấn mạnh các bạn như sau là các bạn hay gặp lỗi nè. Thứ nhất là các bạn có cái build array. Các bạn phải add các cái gói như này nè. Những cái gói kiểu như này các bạn add vào á, thì các bạn dùng cái build array hay gặp lỗi. Đúng không ạ? Thì sau này các bạn dùng cái gói material design được rồi ha. Bạn nào thích dùng gói này thì cứ dùng thôi. Ok. Đó. Thì khi các bạn add vào mà các bạn xin á, xin cái nó không lỗi là ok. Đó là bước thứ nhất.
Thứ hai nữa là các bạn khi các bạn dùng các cái thành phần nhé, đây các bạn nhìn thấy là các thành phần của Android nè, của giao diện nè, thì nó có các cái gói đi kèm với các bạn nè. Đấy, các gói đi kèm nè. Nó có đây là các cái package nè. Đấy, các gói đi kèm nè. Đấy, nó có đi kèm các cái gói nè. Thì các bạn phải rất lưu ý các cái gói này, các bạn thường add bị sai. À, các bạn trên giao diện các bạn dùng gói này mà trên cái trên này các bạn lại dùng một gói khác là không được, nó phải tương ứng, nó phải tương thích. Hai bên nó phải đồng đều, nó phải giống nhau. Ha, không giống nhau nó lỗi ngay. Đó, lưu ý các cái gói. Đấy. Và các bạn để ý nhá, có thể là cô trong hướng dẫn là một cái gói khác, nhưng các bạn chạy các bạn làm thì sẽ là một cái gói khác, bởi vì là nó thay đổi, các bạn thay đổi version đó. Thay đổi version là lập tức cái gói nó bị thay đổi. Nó bị thay đổi thì các bạn add cái gói khác, và cách để các bạn biết add cái gói nào á, các bạn chỉ cần gõ cái tên của nó thôi, nó sẽ tự nhắc. Nó tự nhắc. Các bạn không cần nhớ. Chắc chắn là không cần nhớ và không để bị sai á. Nhiều bạn đi gõ từng chữ một ấy thì nó cực kỳ dễ bị sai. Đúng không? Cực kỳ dễ bị sai. Thì các bạn đừng có gõ từng chữ, cô chuyển code cho các bạn thế các bạn đi gõ từng chữ không không nên. Các bạn phải gì đấy ạ? À, phải gõ cái tên này thôi. Nó sẽ nhắc. Các bạn enter cái nó ra. Không cần phải đi gõ từng chữ nhá. Đấy, đó là cách để các bạn làm để tránh bị sai sót. Đó. Thì khi nãy giờ cô vừa tạo cho các bạn một cái draw menu. Ha. Đó, chưa xử lý code này đây. Chưa xử lý code của menu nhưng mà đã add được vào rồi, đã xử lý được rồi. Thì chỉ còn một cái phần nữa là các bạn xử lý tương tác với click menu thì nó ra cái gì, click menu ra cái gì, cái này các bạn làm sau. Đúng không ạ? Cái này thì tôi sẽ xử lý sau. Đúng không ạ? Các bạn về làm theo các cái bước cô hướng dẫn là đúng. Đấy nha, không hề sai nha, từ nãy giờ cô đều bám sát. À, còn cái phần icon nữa thì các bạn về làm thêm nhá, các bạn về làm thêm cái phần icon nó cũng dễ thôi. Đây, ở đây cô hướng dẫn tương đối chi tiết này các bạn. Cô hướng dẫn tương đối chi tiết nè. Add icon nè. Tạo một cái trong cái này nè, các bạn add nè. New này, vector asset nè. Chọn kích thước nè, chọn icon nè. Được chưa? Thì khi các bạn add ra nó sẽ ra các cái icon kiểu như này. Đây các cái icon kiểu như này. Đấy các cái icon kiểu như này. Ok chưa? Đấy, các bạn đổi cái background đi. Khi nãy sao cô để cái background sao mà nó chọn cái màu gì á, nó ra để chọn cái background là cái màu gì, nó ra gì màu trắng. Layout đây, header chọn cái chưa chọn background à, cái này là chọn theme thôi, bây giờ chọn background đó, các bạn chọn background, các bạn để màu gì cũng được ha, màu red khi nãy là cô để red ha, color Android Android color background blue dark đó, ví dụ cái màu đấy, để cái màu này đó. Màu như green dark, white green đó, ví dụ vậy thì nó sẽ đẹp đó. Đấy, cho cái background vào. Ok. Đấy, thế là được rồi. Được chưa? Đó thì cô đã hướng dẫn xong rồi. Về nhà các bạn làm thêm nhá, các bạn làm. Và bên cạnh cái này thì các bạn làm tiếp cho cô cái bottom. À, bottom navigation, cái này rất là hay dùng nha các bạn. Cái bottom này nè, có đấy. Đây, anh này cực kỳ hay dùng, bây giờ dùng rất là chuồng anh này. Bottom navigation. Đấy, cái này cô sẽ không hướng dẫn, các bạn tự làm. Cái này add còn dễ hơn row nữa, add dễ hơn nhiều, cái này add nhanh lắm, add tí là xong, cũng tạo menu xong các bạn add cực kỳ nhanh luôn, cái này cực kỳ dễ, cái này thì không cần phải bàn, về có cái làm add nhanh chịu khó làm đi, nó ra đẹp lắm, nó ra giao diện rất là đẹp. Tạo cái icon vô được chưa? Rồi bây giờ cô quay lại bài của mình, các bạn làm cho cô mấy ở trên này. Cái giao diện khi nãy cô quay lại cái giao diện khi nãy là giao diện hôm bữa lớp mình làm đúng không, để add cái style đấy, bữa trước làm lớp 2 nè, bổ sung đây nè đúng không. Đấy, để thử nha, đây bài bổ sung đúng không, chạy lại
Dễ mà đúng không? Chạy cái bài này nó sẽ mất cái man cái tun ba, tại vì cái tun ba thì đấy mất luôn cái tun ba. Tại vì cô để no action bar rồi, các bạn muốn dùng thì phải add nó vào thôi, muốn dùng tun ba phải add nó vào. À, thấy chưa? Mà mất cũng tốt các bạn, mất cái tun ba này nhưng cái giao diện nó rộng hơn, nhìn giao diện rộng hơn các bạn có thể để các cái search hay để bất cứ cái gì thông tin trên này nhìn nó khác. Rồi thì ở đây cô đang nói đến cái phần mình học đó là phần style. Style đây này các bạn, cái theme này, cái style này đấy, nó cái này nó cũng có CSS, nó tương tự như là HTML vậy đó các bạn. Đấy các bạn có thể tạo và nó làm ra được những cái giao diện rất là đẹp cũng tỉ mỉ ha. Hôm trước cô thấy một bạn lớp mình làm đó ha, thì các bạn có làm cái bạn trường hả, bạn trường bạn làm cái text input đó, đấy bạn cũng kiếm đủ cách để bạn làm cho đẹp, thêm màu sắc các thứ. Thì style này là một cách để các bạn tạo ra cái CSS á, giống như kiểu trong HTML mà nó dùng chung cho được nhiều nhiều cái item, nhiều cái view ha, nhiều cái view. À, thì cái này cô giảng nhanh thôi, là các bạn đây các bạn tạo có những cái style chung đây, ví dụ name 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 mấy cái này nè, nó đều là edit text nè. Rồi giả sử như thêm button vào chẳng hạn thì sao nè, đấy đúng không, đấy dành cho edit text thì sao nè, giả sử như cái gì, à khoan cô dừng cái này lại, quên, cô chưa dừng các bạn ơi, cô dừng cái này lại.